bọn kia nó đá mấy tiếng mà lâu dữ vậy. Cố gắng đi. Chưa hay. Lựa mình đá vậy khó anh. Rồi lên không dám lên. Lên xuống mà nó dít dít chứ đây mất không biết được rồi. Mình mà đá thấp nhất mà lên là cố không được, mình về nó phản công anh mình chịu nấu. Cơ hội 3-1, 3-1 không tính tới bên chúa từ đó. Rồi tới đó em biếu thôi là gì. Không, đang nèm rồi. Từng 3 buổi rồi, đang từng 3 buổi này. Nó phải nhiễn mình chứ. Phải nhiễn à. Phải. Đang từng 3 buổi mà. Ở đó nè. Trong đây nè. Đó. Thế nên mình cứ thường đó. Đá sân bảy mình làm giếng viên là có sân bảy nó cái mặt đứng chiếu được mà sao em mặt đứng đâu được thôi rồi nó mặt rồi đứng rồi rồi à, mấy cái nghe tao định chết cho mà lưỡi đếm một cái thử mà nó cũng vô thôi. Ở sao phố chi vậy anh dân nó còn nhát chung rồi ha, mấy cái rút tiếng ngon quá mà nó rút, nó rút luôn ngon á, chừng nó cũng dài mà. Nhanh đi Phi, nhanh đi Niên, phải về hết. Lượng ơi, nghe làm cú bóc cơ ấy tao. Về tao về tao cắt tao, tao gửi cho ba cho nhân. Ê, con ném cái. Đủ va nó kêu vô này biết. Quên lại nó vô này biết. Quay pin nó kêu vô này. Nó báo vô rồi biết. Ở đây bị tiêu rồi. Cái banh đây bị lỗi rồi. Thái Ngư. Thế ai? Phi đáp chút rồi. Đáng Phi, anh Phi đang hút thuốc, ấc tiếp đi. Thêm chú đi. Thêm chú đi. Đá cho nó đâu viên bữa khác đá rồi. Lần đầu đá rồi. Mình đây mấy tộc qua Phú San mà. Đá cho viên mình sau đó. Không, mình chiên xong bể thôi. Mình già rồi đó, xong bể rồi, ít thằng đem thôi. Mình chiên xong bể thôi. Mình cắp kè xong bể chứ không cắp sườn đem, do thằng Thanh chịu rủ đá này cho. Không, tao cắp kè xong bể mà, do thằng Thanh chịu nó rủ đá. Xong bể thì đá Quy Nhơn thì thiếu trai xong, còn mình đá Thao Võ chứ. Thao Võ hả? Ủa này vậy? Tao đang cắp cái đội vừa đầu già già đá nhân trang về. Còn lượng vài bữa nó rủ mang tiền ăn ra. Đúng rồi. Sân bể không chị bể, mình già mình đá sân bể không đấy. Bên do chiều nay mà do anh em bỏ lâu quá thôi, tập thể lực cái chứ. Tôi thấy Phi nó nhắn tao nghi nó đá kèo nào rồi á, nó nhắn giờ đó. Chơi giờ 6 giờ nó có rảnh đâu, mất đâu mà nó kêu trễ 15 phút là tao nghi đâu. Ơ. Không, bên đây nó đá vô chứ đâu chuyện. Được. Được tao về tao cắt tao đẩy qua cho mày nha. Mà không phải lo buồn cái nữa rồi. Không vô không vô. Anh bán hai gấp số má xe tự động, số tự động má gạo này giá lên cũng mà. Thế Ngư mày vô đi. Dạ
đá cho nó vui đá nha. Đây.